chào tất cả các quý vị tới buổi cái hội thảo ngày hôm nay, cái buổi thảo luận và buổi trưa ngày hôm nay. Tôi ở Hà Nội 4 ngày vừa qua thì tôi có thể công nhận rằng tôi rất yêu thích được tới một cái thành phố rất là ấm áp ở thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì Hà Nội thì ngày hôm qua thì vừa mưa vừa lạnh. Tiếp theo thì tôi cái bài chủ đề hôm nay thì tôi muốn nói về cái nhiễm trùng da và mô mềm từ cái góc nhìn của một chuyên gia về bệnh lý truyền nhiễm, về đồng thời thì tôi cũng là một chuyên gia về vi sinh vật. Chúng ta biết rằng thì da là một cái hình cái phụ lớn nhất ở trong cơ thể của chúng ta, nhưng mà nó không phải là một cơ quan vô khuẩn và nó được bao phủ rất nhiều các cái vi trùng vi khuẩn. Có rất nhiều các cái chủng vi khuẩn gần đây thì chúng ta biết gọi là cái hệ vi khuẩn, và cái điều quan trọng nhất của các cái vi khuẩn quan trọng nhất ở trên cái bề mặt của nước da đó là liên cầu, tụ cầu, đặc biệt là cái tụ cầu mà không đông huyết tương, hoặc là tụ cầu vàng, hoặc là các cái chủng vi khuẩn khác, Aerobacterium, Probiobacterium, Corynebacterium. Cái khu trú này thì nó tập trung rất nhiều ở các cái khu vực bề mặt. Tuy nhiên là các cái quần thể các cái vi khuẩn này thì nó khá là khác nhau. Một số thì nó có thể là chỉ thoáng qua trên các cái bề mặt, ví dụ như chúng ta khi chúng ta chạm vào các cái bề da, hoặc là chúng ta có thể lây nhiễm phải các cái vi khuẩn như tụ cầu hoặc là sự khuẩn đậu xanh chẳng hạn, nhưng nó đi biến khỏi rất nhanh sau khi chúng ta rửa tay. Nhưng một số các loại vi khuẩn thì nó nằm ở cái vực sâu hơn, ở các cái lớp sâu hơn, và rất là khó để có thể loại bỏ được. Hoặc là một số các cái vi khuẩn thì nó có thể rất khó, và nó có thể khả năng bám dính vào các cái tổ chức da và tổ chức dưới da, cho nên nó dẫn đến tăng cái nguy cơ các cái nhiễm trùng của các cái vết mổ. Một cái điều rất là quan trọng vì chúng ta biết là có rất nhiều các cái tình trạng nhiễm trùng da và mô mềm, thì đây là một cái tình trạng rất là hay gặp, và đây là tăng cái tần suất hàng năm. Chúng ta không biết là vì sao mà càng ngày nó càng tăng lên. Người ta có thể nói rằng càng ngày thì càng có nhiều các cái trường hợp về nhiễm trùng da và mô mềm cần phải nhập viện, cũng như là dần cái rất nhiều các trường hợp phải tới các cái phòng khám cấp cứu. Và cái này thì đây nó là một cái nguyên nhân đứng hàng thứ ba về mặt chẩn đoán sau cái tình trạng mà đau ngực, hoặc là đứng sau đau ngực và hen. Ở những cái bệnh nhân nhập viện thì cũng tỷ lệ nhiễm cũng tăng lên, và người ta thấy có rất là nhiều các cái biện pháp can thiệp cho bệnh nhân. Chính vì thế có thể tới 10% những cái bệnh nhân nằm viện và có tình trạng nhiễm trùng da và mô mềm. Ở trẻ em thì cũng khá là hay gặp, và thứ nhất là như là cái tình trạng chốc ở trẻ em, thì đó là cái tình trạng mà rối loạn về da hay gặp nhất ở trẻ em, cũng hay gặp nhất ở các cái phòng khám nhi khoa nói chung. Chúng ta có thể chia ra các cái nhiễm trùng về da mô mềm ra thành hai cái nhóm chính. Thứ nhất là các cái nhiễm trùng tiên phát và các nhiễm trùng thứ phát. Nhiễm trùng tiên phát thì thường nó xuất hiện ở những cái da hoàn toàn bình thường, và nó có thể dẫn đến qua các cái tình trạng, có cái tình trạng mất cái nhỏ, cái phá vỡ cái hàng rào rất là nhỏ ở da, ví dụ như là các cái tiêm phòng và các cái vết nhỏ rất nhiều. Các cái biểu hiện trên lâm sàng thì nó khá là đặc hiệu và rất là dễ để chẩn đoán, ví dụ như các cái trường hợp như là chốc, hoặc là viêm năng lông, hoặc là viêm mô tế bào. Các cái nhiễm trùng mà thứ phát thường nó xuất hiện sau các cái những cái da nó đã bị tổn thương, ví dụ như là các cái da sau các cái vết thương, vết mổ, hoặc là các cái vết da đã bị tổn thương. Các cái biểu hiện lâm sàng thì nó khá là đa dạng, cho nên là cái việc chẩn đoán thì cũng rất là khó, và đôi khi việc điều trị cũng rất là khó khăn. Vậy những cái yếu tố nguy cơ nào của cái nhiễm trùng da và mô mềm? Người ta thấy rằng nhiễm trùng thì gặp da mô mềm thì gặp nhiều hơn là ở nam giới, khoảng 60-70% thì nó xuất hiện ở nam giới, và nó là cái bệnh cũng ở cái lứa tuổi phổ biến ở cái lứa tuổi trung niên, từ 45-65 tuổi là cái lứa tuổi mà hay gặp nhất, với các cái môi trường như là tiếp xúc lâu dài với cái môi trường ẩm thấp, đấy là một cái yếu tố nguy cơ rất là rõ ràng. Và cho nên nó phổ biến hơn ở những cái khu vực khí hậu nhiệt đới như là Việt Nam. Ở đây thì chúng ta có cái tình trạng khí hậu nó hơi nóng và ẩm. Nó cũng hay gặp ở những cái người mà có các cái bệnh lý đi kèm như là các cái, chúng ta biết là trên thế giới thì cái tình trạng và béo phì càng nên thì càng trở thành một cái vấn đề lớn. Các cái tình trạng béo phì hoặc là tiểu đường, đây là những cái yếu tố nguy cơ mà rất là phổ biến của các cái trường hợp mà nhiễm trùng da và mô mềm. Tất nhiên là ở những cái trường hợp mà bệnh nhân có suy giảm miễn dịch thì cũng là một cái yếu tố rất là hay gặp, đặc biệt là những cái bệnh nhân ung thư, hoặc là bệnh nhân được điều trị bằng steroid.
Hiện nay thì chúng ta hôm nay thì tôi chủ yếu đề cập đến cái vấn đề nhiễm trùng tiên phát, nhiễm trùng da mô mềm tiên phát, nhiễm trùng da mô mềm thứ phát. Tôi không đề cập tới những cái các cái tình trạng mà nó ít gặp hơn, như là các cái bệnh lý nặng, như là các cái trường hợp mà tổn thương da ở những cái bệnh nhân nhiễm trùng huyết toàn thân, hoặc là những cái trường hợp mà hoại tử, hoặc là các cái trường hợp mà nhiễm trùng huyết, hoặc là viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Ở đây chúng ta không chỉ điều trị nhiễm trùng da và mô mềm, mà chúng ta phải điều trị cả cái nhiễm trùng toàn thân. Hoặc là tôi không đề cập tới các nhiễm trùng viêm hoại tử của các cái tổ chức, các cái cân mạc, thì đây cũng là các trường hợp mà rất là nặng nề. Là chúng ta bắt đầu với một số những cái tóm tắt các một số các ca bệnh, và tôi sẽ đưa ra một số các cái thông tin về bệnh nhân, và chúng tôi muốn hỏi các bạn về cái câu trả lời về chẩn đoán. Thứ nhất, đây là một đứa trẻ gái 1 tuổi. Đứa trẻ này có cái tình trạng sức khỏe là khá tốt, ngoại trừ là có một vài các cái đợt mà có tình trạng eczema. Đây chúng ta nhìn thấy các cái tổn thương ở đây. Đây là chúng ta thấy có các cái tổn thương, các cái ban đỏ màu vàng nó xuất hiện ở xung quanh khu vực quanh mắt đứa trẻ. Và trước khi mà đây là các cái nốt phỏng nhỏ này, nó có chứa một ít dịch và sau đó nó vỡ ra. Và nó có cái biểu hiện của các cái màu đỏ như hồng như thế này. Tóm tắt chính của các cái dấu hiệu là, trước tiên là đây là những cái tổn thương dạng bỏng phỏng nước, và nó tự vỡ ra một cách tự nhiên, và nó để lại các cái màu vàng nhạt, và nó xuất hiện ở má và xung quanh da. Đứa trẻ này thì nó hơi ngứa một chút, không có các cái triệu chứng toàn thân. Cho nên câu hỏi ở đây là gì? Các cái lựa chọn về chẩn đoán. Thứ nhất là chẩn đoán đây là gì? Thứ nhất là viêm da tiếp xúc. Cái thứ hai là cái chốc và có mụn phỏng. Thứ hai là các cái loại phốc mà không có mụn phỏng. Và D là nhiễm herpes simplex. Chúng ta có thể sử dụng cái điện thoại di động của chúng ta để chúng ta đưa ra các câu trả lời. Chúng ta hầu hết chúng ta chẩn đoán ở đây là các cái trường hợp là chốc mà nội mụn phỏng. Chúng ta cũng đã có câu trả lời tương tự như vậy ở Hà Nội ngày hôm qua. Có ai có câu trả lời khác không? Viêm da tiếp xúc. Và câu trả lời ở đây là C. Đây là cái trường hợp mà cái chốc mà không có phỏng nước lớn. Bởi vì các cái thường là các cái nốt phỏng của trong trường hợp mà phỏng nước thì nó sẽ to hơn như thế này. Và nó cũng đỏ nhiều hơn, và cái da thì nó màu vàng hơn, và khi nó khô đi thì nó màu vàng hơn. Nó giống như là cái màu da vàng bên phía trên của cái tổn thương. Nó khác với các cái biểu hiện như trong trường hợp này. Cái trường hợp này thì thường là do cái liên cầu, và nó hay gặp rất nhiều ở trẻ da phổ, khá là phổ biến ở đàn em, đặc biệt là những trẻ nhỏ. Và đây chúng ta có thể thấy thông thường thì xuất hiện sau cái tình trạng có cái tình trạng viêm da như là eczema. Nó có thể là có cái nốt phỏng hoặc là không nốt phỏng. Với các cái trường hợp mà cái nốt phỏng chốc do nốt phỏng thì thường là do tụ cầu, thì thường là bệnh lý này thì nó nặng nề hơn một chút so với các cái tổn thương kia. Các cái nốt phỏng này nó sẽ vỡ ra và sau đó thì nó xuất hiện các cái mủ và có rất trở ra cái màu da thì nó sẽ để lại cái sẹo màu vàng, và hầu hết là nó xuất hiện ở cái thân hoặc là vùng mông, hoặc là các cái vùng sinh dục, chứ nó ít khi nó gặp ở vùng mặt. Vậy các cái biến chứng của các cái chốc này là gì? Do liên cầu là gì? Nó có thể dẫn tới các cái tình trạng là viêm mô tế bào. Mặc dù đây nó là cái nhiễm trùng rất là nông, nhưng khi nó biến chứng thì nó có thể xâm nhập sâu hơn và dẫn đến tình trạng viêm mô tế bào. Nó cũng có thể dẫn đến tình trạng viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu, đặc biệt là ở trẻ em, hoặc là cái tình trạng scarlet fever, bệnh tinh hồng nhật. Nhưng cái tình trạng thấp khớp hay là thấp tim thì nó không phải là một cái biến chứng của cái tình trạng chốc do liên cầu như chúng ta gặp ở trong các cái trường hợp như viêm họng do liên cầu. Cho nên thì đây là các cái chủng liên cầu là khác nhau. Tôi đi tiếp đến cái các cái nhiễm trùng nó sâu hơn của các cái nhiễm trùng da tiên phát. Vì chúng ta biết là impetigo hay là chốc thì nó xuất hiện rất là đông. Các cái nhiễm trùng này bao gồm các cái viêm nang lông, các cái trường hợp các cái nhọt hoặc là chùm nhọt, và hoặc là như là các cái áp xe ở da. Đây là cái trường hợp bệnh nhân thứ hai. Tôi muốn đưa các bạn đưa ra các cái chẩn đoán. Đây là một người đàn ông 28 tuổi, không có các cái tình trạng bệnh lý gì trước đó. Chúng ta thấy là các cái tổn thương thì nó ở cái vùng cằm,
Một số thì có cái tình trạng là các cái nốt mủ phỏng nhỏ, bệnh nhân thì có bệnh nhân thì được cạo râu hàng ngày, và thường là chúng ta thấy cái tổn thương thì nó ở quanh cái nốt chân của các cái râu. Bệnh nhân thì có cái tình trạng ngứa một và hơi khó chịu một chút, ngoài ra thì không có bất kỳ các triệu chứng gì khác. Đây là các cái chỉ thị chính cho cái bệnh nhân này. Thứ nhất là cái tổn thương này, một cái điểm rất là quan trọng, nó xuất hiện ở cái khu vực mà có lông, và các cái tổn thương thì nó ở quanh cái lỗ chân lông, và bệnh nhân thì có ngứa một chút. Vậy thì cái chẩn đoán ở đây là gì? Đây là một số chúng ta có thể cân nhắc để chẩn đoán. Thứ nhất là cái trường hợp viêm năng lông, ở những cái trường hợp mà những cái người bệnh mà thường xuyên tới các cái spa hoặc các cái nước, và thứ hai là cái nhiễm herpes simplex, cái thứ ba là trứng cá, thứ tư là viêm năng lông, và thứ năm là cái viêm tổn thương cấp. Chẩn đoán ở đây là gì? Hầu hết mọi người thì đồng ý với tôi là đây là cái chẩn đoán hay là viêm năng lông, và có rất nhiều các cái tổn thương nhỏ và các cái nốt mủ nhỏ nó có chứa mủ, và thường nó xuất hiện có nó đỏ, cái nền da thì đỏ và thường nó xuất hiện ở xung quanh cái năng năng lông. Đây là một cái điểm rất là quan trọng, chúng ta có thể phân biệt được với cái nhiễm herpes simplex, và nó không xuất hiện vì herpes thì nó không tổn thương ở cái xung quanh của các cái năng lông, và ở các cái khu vực mà bất kỳ cái khu vực nào mà có lông thì đều có thể có cái tình trạng này. Cho nên về điều trị thì đây là các cái trường hợp nhẹ thì chúng ta có thể điều trị với các thuốc kháng sinh tại chỗ như là hoặc là axit folic, nhưng với những trường hợp nặng thì chúng ta cũng phải sử dụng kháng sinh toàn thân. Với các thuốc kháng sinh toàn thân thì chúng ta có thể sử dụng các thuốc kháng sinh mà kháng với penicillin hoặc là như là doxycycline hoặc là amoxicillin, clavulanic hoặc là cloxacillin. Với cái cloxacillin, đấy là những cái nhóm thuộc nhóm penicillin, cho nên cái phổi nó khá là hẹp và nó có tác dụng với tụ cầu và liên cầu. Cái vấn đề ở đây là chúng ta cần phải sử dụng thường xuyên và mỗi 6 giờ, ít nhất là 4 lần trong một ngày. Với amoxicillin clavulanic thì chúng ta có thể sử dụng 2 lần trong một ngày. Chúng ta có thể sử dụng cephalosporin thế hệ 1 hoặc thế hệ 2. Cái liều thì cái khoảng cách thì cũng dễ kéo dài và cũng dễ sử dụng. Với những bệnh nhân mà có dị ứng type 1 với penicillin hoặc là rất nặng hoặc là phản vệ với penicillin thì chúng ta cần phải cân nhắc sử dụng cái nhóm thuốc kháng sinh macrolide, nhưng nó có thể dẫn làm tăng cái gia tăng cái sức đề kháng của liên cầu và tụ cầu, với cho nên cái việc điều trị khó hơn. Nên chúng ta cần trong trường hợp đấy chúng ta cần phải khuyến cáo là chúng ta cần phải nuôi cấy ở trong những trường hợp mà penicillin. Trường hợp thứ ba là đây là trường hợp đây là một người đàn ông, bệnh nhân này thì béo phì có BMI là 35. Bệnh nhân thì có các biểu hiện với tình trạng đau ở một cái khối đau ở vùng phía đằng ở phía lưng ở phía bên vai phải khoảng 5 cm. Cái đường kính nó cái đường kính của cái khối này thì nó tăng lên rất là nhanh trong vòng một ngày vừa qua. Bệnh nhân này cái khối này thì nó có tiết ra cách mủ, và khi chúng ta ấn vào cái vùng xung quanh của cái khối này thì nó ra mủ. Về toàn thân thì bệnh nhân thì biểu hiện là không khỏe, có thể hơi sốt một chút và hơi mệt mỏi. Các cái đấy là bệnh nhân này có các cái triệu chứng toàn thân. Về các cái điểm chính để chẩn đoán thì thứ nhất là các cái vị trí của cái tổn thương này nó ở vùng lưng. Chúng ta biết rằng là một số các cái tổn thương thì nó hay gặp ở cổ hoặc là ở phía lưng, và cái màu sắc và thì màu đỏ và kích thước thì khá lớn và có xuất tiết ra mủ. Khi chúng ta ấn vào thì nó có ra mủ. Bệnh nhân này thì có các cái triệu chứng toàn thân. Cho nên là thường là các biểu hiện này thì cái tổn thương này nó sâu hơn so với các cái tổn thương mà trước đó, và nó xâm nhập vào cái vùng dưới da. Nên đây là các cái chẩn đoán phân biệt chúng ta cần phải đưa ra. Thứ nhất là các cái tổn thương, các cái viêm hạch, thứ hai là các cái nang và nó bị vỡ ra, thứ ba là các cái nhóm nhọt, và cái thứ tư là eczema, và thứ tư là các cái nhọt.
Ở đây chúng ta thấy là cái sự phân biệt giữa các cái nhọt và các cái mụn nhọt thì thực ra nó khá là giống nhau về mặt chẩn đoán, một số thì có thể gọi là giống nhau. Nhưng ở đây chúng ta gọi là đây là các cái nhóm mụn nhọt, câu trả lời ở đây là gì? Ở đây là cái tổn thương mà nó hơi phức tạp hơn một chút. Và đây là nhiều các cái nhọt, các nó khi nhiều các cái nhọt nó đi cùng thành nhóm với nhau thì đó là một nhóm nhọt và nó tổn thương hơi sâu hơn và có thể có các cái triệu chứng toàn thân. Và vì đây nó là một cái khối áp xe và nó có thể dẫn đến các cái triệu chứng, nó rất dễ dẫn đến cái tổn thương thành áp xe hóa. Mà đây là các cái biểu hiện để phân biệt giữa hai cái nhóm nhọt và các cái nhóm nhọt. Thứ nhất là các cái nhọt thì thường là nó màu đỏ đau và có chứa các cái mủ, và thường thì nó xuất hiện ở các cái khu vực mà có lông, và nó có dễ rất cái khu vực này rất là dễ bị nhiễm trùng, như là vùng cổ hoặc là mặt hoặc là đùi hoặc là dưới nách hoặc là mông. Nguyên nhân thì do tụ cầu, và thường nó gặp rất là phổ biến ở những trẻ vị thành niên hoặc là trẻ, đặc biệt là những cái người mà sống ở những cái khu vực đông đúc như là các cái đội nhóm vận động viên. Các cái nhóm nhọt thì thường là nó các cái biểu hiện là nó rộng hơn, nó có thể là tập hợp của các cái nhọt nhỏ, và nó các cái kích thước thì thường nó to hơn, có thể rộng trên 10 cm, và nó có thể xuất hiện ở các cái khu vực như là cổ hoặc là vùng lưng. Và nguyên nhân thì chủ yếu là do tụ cầu vàng, và đôi khi thì khá là hay gặp ở những cái bệnh nhân mà có cái tình trạng nghiện ma túy, hoặc là những bệnh nhân này thì sử dụng các cái thuốc ma túy tiêm chích, hoặc là những cái bệnh nhân mà tiểu đường hoặc là béo phì. Nó khác với thường là làm sao để chúng ta điều trị được những cái trường hợp này. Hầu hết các cái nhọt thì hoặc cái nhọt đơn thì chúng ta có thể điều trị bằng cách là chúng ta có thể đắp lên các cái ấm và ẩm để nó giúp cho cái việc dẫn lưu cái mủ ra nó dễ hơn, và tôi có thể thảo luận kỹ hơn về vấn đề này. Với các cái tổn thương lớn thì mà khi chúng ta cần thiết phải dẫn lưu các cái mủ này, với là một bác sĩ truyền nhiễm, chúng ta biết là khi chúng ta dẫn lưu mủ thì có thể mủ nó được dẫn lưu ra thì có thể không cần thiết chúng ta phải dùng kháng sinh toàn thân, vì thường là và các cái thuốc kháng sinh thì bao giờ nó cũng không xâm nhập được vào trong các cái tổ chức mủ như vậy, và cần phải dẫn lưu bằng ngoại khoa. Với những trường hợp mà nhiễm trùng nặng hơn thì khi mà có các tổn thương viêm nhiễm xung quanh như là viêm mô tế bào hoặc là các cái triệu chứng toàn thân như là bệnh nhân mệt mỏi hoặc sốt thì chúng ta cần phải lựa chọn cái thuốc kháng sinh toàn thân. Có thể sử dụng các cái thuốc nhóm penicillin và có tác dụng với tụ cầu như dicloxacillin hoặc là fluoxacillin. Chúng tôi ở bên Thổ Nhĩ Kỳ thì chúng tôi không có dicloxacillin hoặc fluoxacillin, nhưng tôi không biết ở đây thì các bạn có thể có không. Nếu có chúng ta phải sử dụng mỗi 6 giờ. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng amoxicillin, clavulanic hoặc là cephalosporin thế hệ 1 hoặc thế hệ 2. Đôi khi ở những bệnh nhân mà dị ứng với penicillin hoặc thì chúng ta cần phải sử dụng có thể sử dụng clindamycin. Với các cái trường hợp mà nhiễm trùng da mô mềm, chúng ta cần phải điều trị liên tục các cái thuốc kháng sinh cho tới khi mà không còn các cái bằng chứng của cái tình trạng viêm nhiễm cấp tính. Thì chúng ta không sử dụng là 5 ngày hay 7 ngày điều trị, mà chúng ta cần phải khám xét bệnh nhân và chúng ta để xem các cái tổn thương đó nó có giảm đi hay không khi mà không còn các cái triệu chứng viêm ở cái tổn thương tại chỗ nữa. Tiếp theo chúng ta chuyển sang các cái nhiễm trùng sâu hơn, đó là các cái trường hợp viêm mô tế bào và các trường hợp viêm cuồng. Viêm mô tế bào là các cái trường hợp mà tổn thương lan rộng sâu hơn ở cái tổ chức dưới da, và đây là các cái biểu hiện mà nhiễm trùng nặng hơn so với cái nhiễm trùng mà tôi đã đề cập tới đó. Các cái nguyên nhân có thể là tụ cầu vàng hoặc là các cái liên cầu beta tan huyết nhóm A hoặc là beta tan huyết thì cũng là những nguyên nhân có thể dẫn tình trạng này. Các trường hợp viêm cuồng thì đây cũng là một cái dạng của viêm mô tế bào, nhưng nó có thể tổn thương đông hơn ở trên bề mặt và nó có liên quan đến các cái hạch bạch huyết tham gia vào. Nó biểu hiện ở cái tình trạng là viêm đỏ, và thường khi còn thời sinh viên thì chúng tôi hay chỉ thấy là ở các cái trường hợp này nó ở cái bề mặt ở trên mặt và bệnh nhân, nhưng tại thời điểm đấy, nhưng đến bây giờ thì chúng tôi thấy thì cái tình trạng viêm quầng này thì nó xuất hiện ở tại các cái khu vực khác như là ở các cái vùng chân và vùng tay, và đấy là cái sự thay đổi về dịch tễ. Chúng tôi không hiểu là cái lý do nào nó dẫn đến trường hợp đó.
và hầu hết thì gặp ở những trẻ nhỏ, trẻ nhũ nhi hoặc là trẻ nhỏ hoặc là người người già. Như tôi nói trước đây, trước kia thì hầu hết là xuất hiện ở vùng mặt, nhưng hiện nay thì có thể chiếm tới khoảng 5-20% là xuất hiện ở các cái chi. Cái tổn thương này thì nó đau hơn và đỏ nhiều hơn, có hơi phù nề một chút so với viêm mô tế bào đơn thuần. Cho nên thực tế là biểu hiện lâm sàng thì nó cũng khá là giống nhau và rất khó để có thể phân biệt được với cái viêm mô tế bào. Và tôi có thể nói là đây là một dạng của cái viêm mô tế bào, bởi vì cái nguyên nhân thì nó giống nhau và cái việc điều trị thì cũng tương tự như nhau. Cho nên về điều trị thì chúng ta không cần phải nuôi cấy, vì trừ trường hợp là bệnh nhân có tình trạng suy giảm miễn dịch. Nhưng ở những cái trường nếu như mà có mủ thì chúng ta cũng có thể là nuôi cấy. Và với các cái trường hợp mà các cái tụ cầu mà kháng methicillin chúng ta nghi ngờ thì hoàn toàn chúng ta phụ thuộc vào cái thông tin về dịch tễ. Ở Mỹ hoặc là ở các cái nước phương Tây thì cái tình trạng nhiễm trùng da mô mềm khá là hay gặp ở do các nhiễm trùng kháng methicillin, nhưng ở các khu vực trong khu đông thì phương đông thì có thể là ít hơn. Ví dụ như ở nước chúng tôi thì nó ít hơn 10% là tụ cầu kháng methicillin. Tôi không biết cái thông tin này ở Việt Nam thì nó như thế nào, nhưng ở MSA thì nó cũng không phổ biến lắm. Và cái MS đây thì nó hay gặp hơn ở những cái bệnh nhân nằm trong bệnh viện. Ở đây thì một số các cái thông tin về trong sách giáo khoa thì là lựa chọn điều trị kháng sinh là 5 ngày, nhưng tôi không đồng ý với cái thông tin đó. Chúng ta cần phải theo dõi bệnh nhân và để xem các cái tổn thương thay đổi như thế nào. Tôi không bao giờ gặp những cái trường hợp nào mà viêm mô tế bào mà cái tổn thương nó hết trong vòng 5 ngày điều trị cả. Cho nên là chúng ta cần phải khám bệnh nhân. Đây là một cái trường hợp khá là đơn giản. Đây là một cái nhiễm trùng của vết thương. Một trường hợp này ở một người đàn ông già mà sau cái phẫu thuật Whipper. Đây chúng ta nhìn thì các cái chúng ta có thể thấy các cái bệnh nhân này thì có cái tình trạng các cái vết thương thì nó hơi đỏ và có chút mủ ở trên các cái nốt mủ, các cái vết chỉ khâu. Và đây là các cái biểu hiện rất điển hình của tình trạng nhiễm trùng. Bệnh nhân đây là bệnh nhân này có cái tình trạng, bệnh nhân này có tình trạng sốt. Đây là các cái nhiễm trùng vết mổ. Đây là một cái dạng nhiễm trùng vết mổ, một dạng của nhiễm trùng da và mô mềm. Có rất nhiều các cái hướng dẫn để sử dụng để điều trị những cái trường hợp nhiễm trùng vết mổ. Thường là chúng tôi sử dụng các cái hướng dẫn của châu Âu và ở Mỹ. Như tôi đã nói đây, nếu như có tình trạng nhiễm mủ thì chúng ta phải đảm bảo là không có cái tình trạng tụ mủ ở các cái vết mủ đó. Và nếu như có thì chúng ta cần phải dẫn lưu cái mủ ở các cái vết mổ đó, và để chúng ta cần phải dẫn lưu cái mủ ra. Nếu không thì kháng sinh nó sẽ không có tác dụng. Về điều trị bằng các thuốc kháng sinh đường uống, chúng ta có thể sử dụng cephalosporin hoặc là các cái penicillin mà có tác dụng với tụ cầu, cho các cái tụ cầu mà nhạy còn methicillin. Nếu như ở trong bệnh viện của các bạn và chúng ta thấy có cái tình trạng tỷ lệ tụ cầu kháng methicillin rất là cao thì chúng ta cần phải sử dụng các cái thuốc kháng sinh khác mà không thể sử dụng kháng sinh được uống được. Chúng ta cần phải sử dụng các thuốc kháng sinh chống tụ cầu kháng như là vancomycin hoặc linezolid hoặc daptomycin, vì những cái thuốc kháng sinh này thì khó là đắt tiền kể cả bên Thổ Nhĩ Kỳ. Cho nên chúng ta có thể sử dụng các cái kháng sinh theo kinh nghiệm mở rộng, và đồng thời chúng ta cần phải dựa vào nuôi cấy và dựa vào các cái thông tin về dịch tễ học của bệnh nhân. Cho nên để tóm lại thì với các cái trường hợp nhiễm trùng da và mô mềm thì đây là một cái tình trạng mà nó có thể nguyên nhân do rất nhiều các cái vi khuẩn, nhưng cái nguyên nhân hay gặp nhất là tụ cầu vàng và streptococcus và liên cầu sinh mủ. Cùng các cái chủng vi khuẩn khác, nhưng mà tụ cầu trắng hoặc một đôi khi thì có thể là do các tình trạng Corynebacter. Những cái kháng sinh mà chúng ta hay dùng thì chúng ta nó đều có tác dụng, ví dụ như là các cái thuốc kháng sinh thế hệ cephalosporin thế hệ nhất, thế hệ hai hoặc các cái penicillin có tác dụng với tụ cầu. Nhưng với những trong cái trường hợp mà tụ cầu và nhạy methicillin, đôi khi thì chúng ta có thể gặp một số các cái chủng vi khuẩn khác chúng ta cần phải chú ý. Các cái kháng sinh mà nó có tác dụng với các cái vi khuẩn tụ cầu trắng hoặc là các Corynebacter. Với các cái nhiễm trùng mà khu trú ở trên bề mặt như là các cái viêm nang lông hoặc là chốc, chúng ta có thể sử dụng đơn thuần các cái thuốc kháng sinh tại chỗ. Nhưng với các cái nhiễm trùng mà sâu hơn như là các cái nhọt hoặc là các cái đám nhọt hoặc là viêm mô tế bào thì chúng ta cần phải sử dụng thuốc kháng sinh toàn thân. Đây là những cái thuốc mà chúng ta có thể lựa chọn, tôi không muốn nhắc lại nữa.
Tất nhiên chúng ta cần phải chú ý đến với những bệnh nhân mà thường là không muốn sử dụng các cái thuốc kháng sinh mỗi 6 giờ một lần vì nó không thuận tiện lắm, thì chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc khác thay thế. Khi chúng ta sử dụng các cái thuốc kháng sinh tại chỗ thì đôi khi chúng ta phải chú ý đến cái, đặc biệt là các nước phương Tây có cái tình trạng ra các cái, vì những cái thuốc này thì có thể bán không cần kê đơn, bao gồm là kể cả các cái thuốc kháng sinh, thì nó dẫn đến cái tình trạng gia tăng cái sự đề kháng với những cái thuốc kháng sinh tại chỗ này. Cho nên cái tỷ lệ đề kháng này nó cũng khá là hay gặp, cho nên chúng ta không nên sử dụng những cái thuốc mà khi chúng ta thấy cái tỷ lệ đề kháng nó gia tăng. Đôi khi là một số những cái tổn thương da thì chúng ta chỉ có thể dẫn lưu mủ, chúng ta rửa vào các thuốc sát trùng là nó có thể hết hoàn toàn mà không cần phải sử dụng các cái thuốc kháng sinh trong những trường hợp này.